Chào toàn thể bà con và các bạn đã trở lại kênh Nhà Nông Làm Vườn nhé. Thưa với toàn thể bà con và các bạn, như cái tiêu đề video bà con và các bạn đã nắm được rồi, là hiện tại bây giờ là giữa tháng 12 âm lịch, là cũng đã bắt đầu là sắp sửa chớm vào mùa xuân rồi. Thì cái tiết trời và cái khí hậu của nó thì cũng đã tương đối là thích hợp cho cái việc mà chúng ta ghép cây. Đấy, đặc biệt là cái nội dung chính hôm nay là tôi chia sẻ cho bà con là cách ghép cây mít. Thì cái thời điểm này đến hết tháng 2 âm lịch, là trong cái thời điểm này từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết tháng 2 âm lịch là cái thời điểm mà chúng ta ghép mắt cho cái cây mít hoặc là ghép cành cho cái cây mít, nó là một cái thời điểm lý tưởng nhất để cho cây mít nó phát triển thật nhanh, thật mạnh và nó đạt được cái chất lượng tốt nhất. Rồi, thì bây giờ quá trình ghép như nào thì mời toàn thể bà con và các bạn tiến lại gần hơn, tôi sẽ chia sẻ tiếp. Đây, thưa với bà con và các bạn, điển hình trước mặt chúng ta đây là hai cây mít mọc dại bà con nhé, hai cái cây mít mọc dại. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành và ghép. Tôi sẽ ghép bằng hai phương án. Một cây mít là tôi sẽ ghép theo kiểu là ghép lêm, và một cây mít là tôi sẽ ghép theo cái kiểu là ghép vát. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành ghép. Cái cành mít thì tôi đã xin về rồi. Lúc đầu video bà con có thể nhìn thấy là tôi đã xin một cái cành mít từ một cái cây mít mà tôi cảm thấy nó ưng ý nhất để tôi ghép vào cái cây mít dại ở trong mọc trong vườn nhà mình. Đây, cái việc chọn là cái mắt mít thì nó cũng đơn giản thôi. Bà con chọn làm sao một cái mắt mít mà nó đang ở cái tình trạng nó gọi là mắt thức nha bà con nhé. Cái mắt thức, mắt ngủ như nào thì bà con nếu mà trồng mít hoặc làm vườn thì bà con cũng có thể nắm được rồi. Chắc là tôi cũng không cần phải nói nhiều. Đấy, cái mắt ngủ nó là cái mắt mà nó không nhú đầu lên, còn mắt thức là cái mắt mà nó có một cái đầu nó nhú lên đấy, nó hơi hơi nhú nhú lên đấy, đó là cái mắt thức. Chúng ta nên ghép vào những cái mắt thức thì cái tỷ lệ thành công của nó sẽ cao hơn. Cái mắt ngủ nhiều khi là nó không thể lên được, mà có khi như là nó lên được nhưng mà nó rất chỉ là lâu. Thì cái cành mắt này tôi sẽ để tạm vào đây. Chúng ta vệ sinh tay khô ráo sạch sẽ nha bà con nhé. Đó, rồi tiếp đến là chúng ta xử lý ở trên cái cây mít chúng ta muốn ghép này. Thì tôi có thể cắt thấp nó xuống một tí. Đây ạ, chúng ta sẽ ghép ở cái phần thân mà nó to to và nó cảm thấy nó có sức sống nhất. Chúng ta không nên ghép cao quá bà con ấy. Ghép cao quá thì nó sẽ bị cái tình trạng nam ai mà nếu nó có sống ấy thì nó sẽ bị cao cái thân mít dại, đâm ra nó không tốt đâu. Chúng ta ghép càng thấp thì nó càng tốt, nhưng mà không nên thấp quá. Chúng ta cắt một cái thật mạnh tay, thật ngọt vào. Đấy, bà con thấy chưa? Đây, tao bỏ cái cành này đi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi ghép mà theo cái kiểu phương pháp là ghép lêm. Thì cái mắt mít này tôi sẽ cắt một cái đường vát hình như thế này. Đây, tôi cắt cho bà con xem này. Đấy. Đấy, bà con cắt một đường ngọt tay vào nhé. Và bên này cũng vậy, chúng ta cắt hai bên như nhau. Đó, bà con thấy chưa? Chúng ta cắt hai đường thật ngọt tay vào thì nó sẽ tạo thành một cái hình mẫu nhọn như này. Đấy, chúng ta để một cái lá ở cạnh đây. Chúng ta đặt cái mắt ghép này vào đây cho nó vệ sinh sạch sẽ. Đó, thì cũng ở trên cái cây mít chúng ta muốn ghép thì chúng ta tiến hành là bổ một cái đường ở giữa tâm, chính giữa tâm của cây mít. Chúng ta chia đôi nó ra, bổ sâu nó xuống một chút, làm sao mà cái vết bổ của nó sâu hơn cái mắt ghép mà chúng ta vừa cắt xong ấy. Đó bà con ạ, bà con cố gắng bổ chính giữa nhé. Đây, sau khi bổ rồi thì cái mắt ghép của nó sẽ, và cái vết bổ nó sẽ có hình thù như này, và cái mắt ghép nó có hình thù như này. Đấy, hết sức là đơn giản thôi. Bà con cấm cái mắt ghép vào đây. Đó. Đó. Cái mắt này của tôi là tôi cắt là có vẻ là nó hơi lông, tôi sẽ bấm sâu thêm một tí. Chúng ta phải bấm sâu hơn cái mắt ghép thì cái mắt ghép của chúng ta nó mới được ngậm hoàn toàn vào trong cái thân của cây mít mà chúng ta đang muốn ghép. Đó. Đó, bà con nhìn thấy chưa? Rất chi là đơn giản thôi. Đó. Bây giờ công việc của chúng ta là chỉ cần buộc vào là xong thôi. Đấy, rất đơn giản như vậy. Thì cái mắt mít mà chúng ta dự kiến là năm mai nó sẽ lên ấy, thì một là nó sẽ là cái mắt này, và hai là nó sẽ là cái mắt bên cạnh này. Đây ạ. Đó, đó là hai cái mắt dự kiến.
Thì quá trình buộc như nào thì bây giờ lại mời bà con tiếp tục theo dõi tiếp. Khi chúng ta buộc thì chúng ta hãy sử dụng những cái loại giấy bóng mà thật chi là mỏng. Bà con có thể dùng cái giấy bóng bọc thức ăn đám cỗ ấy, có thể được bà con ạ. Đấy, bà con mua loại mỏng thì bà con cắt nó nhỏ nhỏ, cắt nó ngắn ngắn theo theo cái khuôn như này này thì chúng ta ghép cây nó dễ dàng hơn. Đấy, bà con xe nhỏ một cái đầu giấy bóng này lại nhá. Bà con buộc thật chặt tay vào. Buộc thật chặt tay ở cái vết ghép này vào. Đó. Đây. Bà con cứ siết chặt và không vấn đề gì đâu. Siết chặt để cho nó tạo cái độ ôm thật chắc giữa cái mắt ghép và cái cây chúng ta muốn ghép. Sau khi bà con cảm thấy buộc chặt rồi, chặt chẽ rồi thì bà con dừng lại, bà con bắt đầu mới lại tở cái giấy bóng này ra. Tở ra nhé. Bà con lại buộc lại từ dưới lên trên. Bà con buộc theo cái kiểu mà theo cái chiều từ dưới lên trên để tạo cho nó một cái đường tạo cho nó một cái kiểu như là mái ngói ấy. Nước nó mưa nó luôn luôn chảy xuôi, nó không bao giờ nó ngấm vào được cái vết ghép bà con ạ. Đó, thì sau khi lên đến trên cùng này, đến cái phần mắt ghép của cái cành mà chúng ta ghép ấy, chúng ta không nên buộc nhiều lượt quá. Chúng ta chỉ buộc nhiều nhất là 2 lượt thôi. Đó, đây tôi đã buộc 2 lượt. Rồi trên đỉnh đầu này bà con gặp nó lại. Bà con gặp nó lại. Rồi bà con bẩn nó lại như này. Là nó hoàn toàn kín nước 100%. Đó, rồi chúng ta thiết nó vào. Như thế này thì chúng ta không cần phải che đậy gì cả. Thế là cứ thế này để phơi mưa phơi nắng bình thường thôi. Đó. Đó. Vậy là tôi đã hướng dẫn bà con xong một cách mà chúng ta ghép lêm. Thì bây giờ tôi sẽ xin chia sẻ tiếp cho bà con một cái cách mà chúng ta ghép vát. Thì sang ngay cây bên cạnh đây. Mời bà con lại tiếp tục theo dõi. Ghép vát thì cũng đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cũng ghép gần như là sát gốc một chút, nhưng mà không nên sát quá. Chúng ta cắt một cái đường thật mạnh tay. Đấy. Và chúng ta lại chuẩn bị đến cái mắt ghép. Thì cái mắt ghép của cái cành mà mít mà ghép vát thì chúng ta cũng phải chọn một cái mép mắt mà nó còn thức ấy nhá. Bà con không nên chọn những cái mắt ngủ. Thì những mắt thức là mắt như nào thì tôi nói vừa nãy rồi đấy, là bà con nhìn cái mắt mà nó có cái mầm nó nhú nhú lên này, nó hơi hơi nhú nhú, còn nhú như này nhú cao quá thì chúng ta ghép nó sẽ bị chết hoặc là bị gãy. Ví dụ như là cái mắt này là mắt ngủ này, đấy, nó không có cái chân gì cả. Còn cái mắt này nó là mắt thức này, đây nó có hơi một cái đầu nhú lên đây. Thì chúng ta tiến hành là lấy cái mắt này. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái mắt này, tôi cắt đi. Đó. Bà con thấy nó hết sức đơn giản này. Đó. Thì bây giờ ghép vát thì nó cũng đơn giản thôi. Là chúng ta cắt cho nó một cái đường thật chi là ngọt xỉu. Bà con nhìn đây. Bà con nhìn thấy chưa? Chúng ta cắt một đường như này. Cắt một bên thôi. Cắt một phát từ bên này kịch sang bên kia luôn. Đây. Cắt từ bên này kịch sang bên kia luôn. Đó. Rồi chúng ta để xuống đây. Chúng ta lại cắt ở cái cây này y xì như vậy. Thì chúng ta cũng cắt một đường ngọt xỉu như vậy, là từ đầu thân bên này kịch sang bên kia. Đó. Thì sau khi cắt ở cái cây này xong thì nó sẽ có cái hình thù như này mà con chưa. Đó. Thì sau cái vết cắt của cái mắt ghép này, nó sẽ ốp vào đây. Nó sẽ dán vào đây. Đó, thì nó tạo thành một cái đường phẳng. Và công việc của chúng ta bây giờ còn lại là chỉ là buộc thôi. Thì cái cách buộc thì nó vẫn như là cái ghép nêm này thôi, vẫn buộc như vậy. Bây giờ mời bà con lại tiếp tục theo dõi. Chúng ta buộc chặt nó vào và sau tở nó ra rồi là buộc theo cái chiều mái ngói cho nó trôi xuống và nó sẽ không bị ngấm nước. Rất đơn giản là như vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành buộc. Đó, thưa với lại toàn thể bà con và các bạn, nếu như mà chúng ta ghép theo kiểu mà ghép lêm ấy, nếu mà nó thành công thì nó sẽ có cái hình thù như này bà con và các bạn nhìn thấy chưa. Đây là một cái vết ghép lêm điển hình mà tôi đã ghép thành công. Bây giờ tôi cắt hẳn cho bà con xem. Đấy. Đây là cái vết ghép cũ ngày xưa này. Tôi xé ra này, nó đã liền rồi này. Đây còn cái vế bên này nữa này, bà con nhìn thấy chưa? Đây nó liền thân này, xanh hết rồi. Bây giờ chúng ta cậy ra là không thể cậy được cái vết ghép ngày xưa nữa. Đấy. Đây bà con có thể nhìn thấy cái vết ghép ngày xưa chưa? Đó. Nó đã lên mầm tốt như này rồi. Đấy, tôi cắt ra cho bà con nhìn. Đó, thưa với lại toàn thể bà con, vậy là tôi đã ghép xong hai cây mít dại này và biến đổi nó thành hai cây mít mà tôi ưa thích, xin giống.
Thì bây giờ là cái kết quả như thế nào thì mời bà con là nếu như bà con tin tưởng thì bà con có thể là áp dụng luôn vào cái cây mít nhà mình. Còn nếu bà con không tin tưởng thì mời bà con tiếp tục chờ đợi cái clip sau, tôi sẽ chia sẻ về cái hình ảnh của cái cây mít này, nó có sống hay không. Còn thưa bà con, nếu ở cái mùa này giữa tháng chạp hoặc là vào cuối tháng chạp đầu tháng riêng âm lịch thì tôi xin đảm bảo với bà con là tôi ghép 100% là sống, không bao giờ chết. Đấy, thôi, clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Nếu bà con mà thấy hay và hữu ích, giúp ích được cho bà con thì bà con hãy áp dụng vào để mà làm kinh nghiệm cho mình và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Rất mong bà con đóng góp ý kiến ở bên dưới clip và cho tôi một lượt thích bên này và một lượt đăng ký kênh ở bên này để tạo động lực cho tôi làm nhiều clip hay và ý nghĩa nữa để gửi tới toàn thể bà con và các bạn nhé. Chào toàn thể bà con và các bạn.